Rào 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 bà con sau WhatsApp, chào mừng năm chào anh em đã quay trở lại cùng với CD Bình Luận PK Liên Server cùng với em Menzi. Yeah, hôm nay các bạn nhìn thấy tôi có gì lạ không? Đó là tôi đã sử dụng cái tai nghe này, mặc dù là âm thanh các thứ mọi thứ nó tốt nhưng mà thật sự nó đeo một lúc nóng tai lắm. Ai vì hai tai nghe của mình hỏng con mẹ nó rồi còn đâu. VNPT sẽ quay trở lại với chúng ta ở trong server Nhật. Và chúng ta có một cái chế độ khá là cơ bản thôi, đó là chế độ kế thừa bình thường ở server Nhật. Hôm nay là ngày đánh thứ hai ở bên server Nhật và chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến ngay sau đây nhá. Đi tìm đối thủ đầu tiên với chế độ kế thừa bình thường, 250 điểm, Hentai, à đó là Hentai, vâng, Hentai Z. Người bạn Hentai Z, chít xanh, chắc chắn là mình phải lấy rồi. Tại sao mình sẽ lựa chọn chít xanh thì các bạn biết rồi đấy, nội ám ảnh chít xanh. Vâng, đó là thật sự là một cái nội ám ảnh không thể nào mà dễ quên được. Liệu rằng các bạn sẽ có gặp Long Hổ hay là không nhỉ? Rồi, nhường lên, nếu mà cả có Long Hổ ở trong nữa thì mình cũng không ngán kèo này đâu các bạn. Để xem nào, tem bạn có gì đây? Tem hộ có Cairis thôi. Tem bạn có một mình Cairis thôi. Thì khả năng kèo này mình sẽ ăn nhá. Mặc dù cái lượng sát thương của mình là không có nhưng mà khả năng cao là mình vẫn đớp được kèo này thôi. Khi mà Gia Siêu thổ đang quay tay. Kèo này không được rồi. Cái này đánh mạnh tay lên cũng được. Nó sẽ đánh vào Miku của mình các bạn, đúng không? Cái này con Quýt nó sẽ bắn vào con Miku của mình ấy. Cho nên là kèo này dù có mạnh tay hay không mạnh tay thì cũng vậy. Đáng nghe âm thanh thường xong nghe sang âm thanh thầy phê thật sự các bạn. Đáng nghe âm thanh thường, nghe âm thanh này phê thật sự, nó bao phê ấy. Thì có nó có rằng kiểu bọn nó bảo âm thanh gì nhỉ, 7.1 đấy, các thứ ấy các bạn. Nghe nó phê pha thật sự ấy. Không nói điêu đâu. Không nói điêu anh em đâu. Sao lại bắn na thêm na à? Khoai nhè. Bắn na thì bắn. Được không? Bạn thích bắn na thì bắn. Mình đâu quan tâm rồi. Mình đâu quan tâm là bạn bắn na đâu, đúng không? Mình không quan tâm là bạn bắn na. Mình chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu này mà thôi. Có tê liệt đến từ vị trí của Benny rồi. Liệu rằng sẽ có độc chiêu hay tuyệt kỹ nào nữa không? Single, tôi đang linh cảm single sẽ có giảm nộ. Đấy, tôi biết ngay mà single sẽ có giảm nộ và nó đúng ý của tôi quá. Nói chung con thổ của tôi thì không giết được đâu, đúng không? Bắn thấp máu nhất lại bắn vào Miku à? Hay bắn vào Athena nhỉ? Khả năng cao là Athena. À Miku à? Miku đằng sau rồi anh nhỉ? Đúng không? À bắn thế thì lại bắn vào con Athena. Đúng không? Thì xem bạn dồn hết cho Athena rồi còn đâu? À không bắn à? Không bắn thì cũng thế thôi. Còn thằng Lucky, Lucky tuyệt kỹ xong bắn vào Miku à? Đã biết được đúng không? Mọi thứ chúng ta từ từ. Đúng không? Mọi thứ nó cứ từ từ đã. Chả gì phải vội cả. Cần đường hộp sữa còn từ từ nữa còn. Khoai nhờ. Cần đường hộp sữa nó còn củ khoai nữa thì thôi được, chấp nhận rồi, đã nhử thì phải đâm theo lao thôi anh em. Nó có cây đít với cả ấy thôi thì có gì đâu mà phải sợ, đúng không? Nó có mỗi cây đít với cả gì nhở, nó có cây đít với cả robot UM thôi, đúng không? Mình phải nhớ đến hai võ sĩ đó với cả con Meli nữa. Đó là tất cả những gì tem bạn đang có. Cairis, robot UM và Meili. Cairis, robot UM và Meili. Ok, mình đang nhớ rồi đấy. Ok chưa? Nói chung là
kiểu gì thì cũng sắt đao bạn thôi đúng không? Chả có cái lý do gì để mình từ chối bạn tên này cả. Đúng không? Không có một cái lý do gì để mình từ chối thanh niên này ở tên này cả. Nó lại còn đấm cho quả trí nữa thì. Anh bạn chạy đi đâu? Úi giời ơi, đấm cho quả trí thì anh bạn chạy đi đâu? Yes, vào game đấu đầu tiên thì chúng ta đã kết thúc hentai ở tên nhịp thứ 8. Và chúng ta sẽ cùng đến game đấu thứ hai. À quên mất, mình vừa nhận được một cái áo đẹp không? Các bạn nhìn đâu, áo Ghost School đây cho các bạn xem. Đó, áo Ghost School, 150.000. Áo phong, đẹp, Goku, Nike, cùng với Super Pameme, toàn những thứ mình thích. 150.000. Đẹp thật sự. Hay vấn đề đi. Biết đâu chúng ta có cặp Kyo Major. Major là thật khó chịu nhờ. Mình đang hơi thiếu đam dọc một tí. Mình sẽ lấy Kyo trong tình huống này đi. Cười Elite tất nhiên rồi. Không nhiều người sẽ lựa chọn cười Elite trong kèo đấy. Nhưng mà tôi thì lại không. Tôi thì lại có đam mê lựa chọn cười Elite. Cười Elite và ca phẩy. Chết rồi, em không tanh rồi. Em không tanh rồi anh em ơi, khó chơi rồi. Mẹ bọn này vào thì đam to lắm. Em không tanh, thật sự là khó chơi rồi anh em. Thật sự là khó chơi với em không tanh rồi. À, có tê liệt đấy các bạn. Ô, thế mà không có tê liệt à? Mẹ kèo. Kèo, tê liệt gặp nhau mà không có tê liệt. À, hay quá nhờ. I love you. Kèo tê liệt gặp nhau à? Nghe vẻ căng thẳng đấy nhờ. Biết có cưỡng được kèo đấy không các bạn? Google, ôi trời chết tôi rồi. Tôi đã bảo không nhiều người lựa chọn tới ít cho kèo đấy mà. Rồi thua mẹ luôn. Vãi con bà lọ ạ. À. Thua mẹ luôn anh em ạ. Thua luôn. Vãi. Đấy, tôi có bảo các bạn rồi, không nhiều người dám lựa chọn cây Elite trong kèo này đâu. Lựa chọn cây Elite trong kèo này là một cái gì đó nó khá là sai lầm. Đây phải đam đơn này ra nữa, đúng không? Ôi ôi, đỡ đòn, vãi con bà lọ ạ. Yes. Ghê không? Các ông thấy tôi đánh kinh không? Mẹ kèo đấy mà tôi cũng thắng được ạ. Tôi cứ nghĩ là tôi đi nằm bụi luôn rồi đấy anh em. Kèo đấy tôi cứ nghĩ là tôi nằm bụi luôn rồi đấy. Mà sao tôi có thể thắng được cái kèo đấy nhở? Vãi thật đấy. Kèo đấy mà tôi cũng thắng được. Uầy. Chứng tỏ là em Menzi vẫn đẳng cấp. Nó vẫn ở một cái tầm gì đó. Nó quá là kinh khủng anh em ạ. Thật sự nó vẫn là một cái gì đó. Nó quá là kinh khủng luôn. Nào, đối đầu chúng ta sẽ là cô bé Kula đến từ server 172. Iori với những cú cào bắt chỉ nữ cực kỳ mạnh. Dâu sẽ đảm bảo chúng ta một vị trí hàng trên cứng cáp hơn. Kionet còn hàng mang đến quá nhiều cái lợi thế, cùng với đó là khả năng giảm công đến từ leo dị. Ok, kèo này mình cầm nhiều lợi thế. Đúng không, kèo này mình cầm nhiều lợi thế. À, tem bạn có Iori dị. Tem bạn có cả single nữa. Trời ơi, Iori dị với single thì gặp kèo này thì cũng tắt nắng đấy các bạn. Đúng không, Iori dị với single thì gặp kèo Miku này thì cũng tắt nắng rồi. Tôi không cần dùng. Cặp cái kèo này thì cũng tắt nắng rồi nhá các bạn nhá. Chúng ta không cần dùng đến quá nhiều
chúng ta không cần dùng đến quá nhiều ấy ở đây cả, đúng không? Thôi xong, cháu nào lên bảng đây? Vãi! Hai cháu đằng sau cơ mà. Thì lại không hút vào. Buồn thế. Nhở, mẹ hút hai cháu tư chất 14 này thì có phải là ngon không anh em? Hút cháu đâu đâu. Đi húc cháu đâu đâu, buồn thật sự. Lại đi húc cái cháu đâu đâu, ôi giời ơi, lại đánh đúng người rồi. Ôi giời ơi, lại đánh đúng người rồi. Ôi giời ơi, yêu đi dị nộ phát nữa đi còn gì nữa. À không có à. Ôi giời ơi, kèo này thì... kèo này mang robot vào là đủ, không mang Yori vào là đủ đúng không? Phòng trường hợp nó hồi sinh các bạn đúng không? Mình chỉ phòng nhẹ vào trường hợp nó hồi sinh thôi. Và khả năng cao kèo này khó hồi sinh lắm các bạn đúng không? Kèo này nghe chừng khó hồi sinh lắm. Kèo này nghe chừng khó hồi sinh lắm. Hồi thế nào được với chúng tôi? Hồi với chúng tôi này, mày tự bú cu mày à? Hồi thế nào được với chúng tôi đúng không? Hồi bằng mắt, mẹ không cho hồi luôn. Hồi thế nào được mẹ? Ba game thắng không nhá, kinh chưa? Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ tư. Đó là Terry đến từ CL148. Ôi sao được với chúng tôi, Jun sẽ lựa chọn của em Benji trong kèo đấu này. Tiếp theo chúng ta có Mr. Beat. Vâng ạ, Boy Big C Boy. Ăn đéo cùng với đó Senwood. Kèo này mình gặp rất nhiều. Có lẽ mình sẽ lựa chọn Senwood đi, bỏ ăn đéo. Cà phẩy của Owatch. Kèo này có lý do gì để từ chối cà phẩy không vậy? Kèo này thật sự là không tìm thấy nhiều lý do để từ chối cà phẩy cho lắm anh em ạ. Đúng không ạ? Nó có ai nữa vậy? Chết rồi, không để ý rồi. Chết tôi rồi. Mải quá, mải mê quá anh em ạ. Không để ý em nó có ai nữa rồi. Sorry mọi người nha. Mình không nhìn em nó có ai nữa rồi. Mình đang chạy một lúc mấy công việc. À mây chờ thì vẫn lo được. Mây chờ thì vẫn lo được nha anh em nhá. Phải còn khác thì nghe chừng nó vẻ là hơi khoang. Nếu đó chỉ là mây chờ thôi thì chúng ta vẫn có cửa lo. Choáng à. Mây chờ đánh vào đây à. Mẹ ca phẩy chất thế nhở. Mẹ gõ phát nào đi phát đấy à. Ây à, Owatch có nộ ạ. Mà nó bốc bài đỏ thế cơ à. Mẹ, khẹo chết luôn. Ôi ôi, gần chết thôi các bạn. Gần chết thôi. Đồ ngay nhá. Áo, mất nộ cà cay nhở. Mình sợ robot đi viện rồi. Robot khả năng cao là đi viện rồi anh em ạ. Robot khả năng cao đi viện rồi. Chính thức đi viện luôn anh em ạ. What, đánh chém ghê thế nhở.
Bây giờ mình phải xử được con này, mình xử thằng Owat đã anh nhỉ. Đúng không? Mình phải xử thằng Owat trước. Mình sẽ dùng ca phẩy xử Owat nha. Nó giết robot của mình thì mình phải xử thằng Owat của nó. Đúng không? Có đi có lại thì nó mới... Nó mới toại lòng nhau được. Đúng không? Có đi có lại thì mới toại lòng nhau được. Không thì làm sao mà toại lòng nhau được. Mẹ xẹt trâu nhá. Mẹ con mày chờ cái độc chiêu của nó mới phối gì nhỉ? Đấy, con mày chờ cái độc chiêu của nó. Thốn thấy mẹ luôn. Ca phải không hốc được nó rồi. Ca phải không hốc được mây chờ rồi các bạn. Mẹ. Đang dính cái gì nhở? Cái ám vào người nhá. Đang dính cái ám của nó vào người nhá. Đéo làm gì được nó. Dính cái ám của nó vào người nữa. Thốn thấy mẹ luôn. Năm bậc lửa. Đéo vào được giáp của nó chứ. Đù mẹ nó khó chịu ạ. Khó chịu thực sự anh em ơi. Khó chịu thực sự anh em ơi. Đéo có độc chiêu vậy. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, lửa nó đốt kìa. Khó quá nhỉ. Mẹ, nó còn ăn quả choáng nhé, cày thật. Cày quá. Ôi, đi viện rồi. Mẹ ăn quả choáng cay quá, không thì mình giết được nó rồi nhờ. Không ăn quả choáng thì mình lật kèo đấy, mình tuyệt kỹ vào con ăn đéo xong mình đánh nhá. Thường là chết con yêu đi, còn có mỗi con bây chờ đằng sau thôi. Đèn. Đèn. Hơi đen một tí thôi. Đó thì mọi chuyện nó đã khác rồi anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ làm lại ở game đấu thứ tư đi hay thứ năm gì đó mình không nhớ nữa. Chiru cùng với đó là NCC sẽ là hai sự lựa chọn đầu tiên của mình, kết hợp với hiệp sĩ mù Ukiyo. Chúng ta sẽ có thêm con sói đói Terry nữa. Đó sẽ là những kèo đấu rất cân sức mà các bạn có thể mong chờ. Này cân sức, này thì cân sức ở lại đéo có tanh rồi. Lại không tanh rồi, lại khó cho chúng tôi rồi. Lại không tanh rồi anh em ạ. Biến thành EOD dị xem nào. Không có tình huống hóa thân thành EOD dị đến từ vị trí của NCC. Mà đó chỉ là một cú choáng tốt đến từ vị trí của Terry mà thôi. Đẩy Maxima lên. Lin đang game Nicotine. Có cả giảm nộ đến từ single nữa. Em bạn CC nó cứ gọi là mẹ mày mắc con mẹ nó khó chịu luôn. Có choáng hay không? Có choáng hay không? Ui, một cú lên rổ đến từ vị trí của Lucky nhưng Maxima không làm sao cả. Đầu anh khá cứng trong tình huống vừa rồi. Và đây là Phượng Hoàng Long Phi Cước đến từ vị trí của Kim. Đá rất chất lượng. Chết rồi, mẹ không tanh. Vãi cả lọ không tanh ạ. Không tanh khó đánh quá anh em ơi. Không tanh khó đánh quá. Không tanh khó đánh thật sự ấy. À đây mình có zero tanh mà không được mẹ. Từ nay zero lại đi tanh nữa thì hỏng. Tại vì sao? Vì con Lin nó có tuyệt chiêu rồi anh em. Vì con Lin nó có nộ rồi. Thế từ đấy mình không tanh được. Hai cái độc chiêu làn đéo tác dụng gì. Vãi con bà lọ thật. Hai quả độc chiêu không giải quyết được cái vấn đề. Hai quả tuyệt kỹ đến từ vị trí của Lucky và Chiru không có tác dụng gì trong tình huống vừa rồi. Từ này tại sao mình không cho Zero vào để các bạn có thể nhìn thấy đấy. Nếu cho Zero vào sẽ bị ăn đồng con Lin. Các bạn biết nó khó chịu như thế nào rồi đấy. Đúng không? Ăn đồng con Lin thì các bạn biết nó khó chịu như thế nào rồi đấy.
Ăn độc của con Lin thì các bạn biết nó khó chịu thế nào rồi đấy. Ôi giời ơi, thằng này phải đi giết người à. Ôi thôi, thằng bỏ mẹ này. Nhử mãi. Bịt mẹ mày, mày lại hóa thành Billy, mày đập chết mẹ con Kim ở đằng sau rồi. Ôi giời ơi, AZZ ơi là AZZ. Mày giết anh rồi còn đâu. Tại bây giờ lấy cái gì ra đấm nhau với con sẹt đó vậy? Lấy gì ra đấm nhau với con sẹt đó đây? Ôi giời ơi, ô cái thằng ngu đi mẹ mày. Ô cái thằng óc chó hại người thật sự. Chán đâu, đi mẹ giờ đấm nhau thì đéo được với con sẹt này vậy. Giờ lấy cái gì ra đấm nhau với con sẹt này đây? Mẹ thằng e gì gì, cáu quá chịu được. Ôi thằng óc chó. Đéo giết nổi con sẹt. Mẹ cày. Tự nhiên lại đéo hiểu hóa thân định Billy của đấy làm gì không biết. Đi còn mẹ. Cái mày thua bà rồi đâu nữa, lấy cái gì ra mà thắng đấy các bạn. Đi con tem nó thì cứng như chó. Hết cửa rồi. Hết cửa cho mình rồi. Mẹ một tình huống hóa thân như cứt và phải trả giá lại quá nhiều. Anh em ạ. Chán thật sự luôn. Gánh nổi được hay không ấy, trừ khi chúng ta có gì đó đúng không các bạn? Trừ khi chúng ta có gì. Ôi giời ơi, đúng lúc Lin nó lên nộ không có đỡ đòn thì lấy gì ra đỡ các bạn? Nói chung là vẫn oảng thôi, đúng không? Không có choáng nhờ. Đéo cưỡng được. Nói chung là cũng đéo cưỡng được anh em ạ. Khó. Quả đấy mình để Leona lên thì có cưỡng được không nhỉ? Cũng đéo cưỡng được. Lin nó còn nguyên cây, nó khỏe lắm các bạn. Nó từ tuần đầu đến bây giờ. Tất cả là tại thằng EGG. Mẹ thằng chó đấy. Đéo nhiên thằng lành hóa thân thành Billy. Mẹ làm thua không game. Quả đấy mình thắng tới đít rồi đúng không anh em? Quả đấy nhử là đẹp như thế rồi. Ông ấy ông hại mình, ông hóa thân lại thành những tình huống mà ghét thế nào mà chấp nhận được. Mẹ làm phát đập lại còn lên trí nữa chứ. Mẹ đập đéo lên trí đéo sao, để đập con Kim lên trí. Địt mẹ mày. Tao tin tưởng mày nốt lần này rồi nhá. May mà lần này mà như thế nữa, lần sau không ở tập pick này luôn. May mà lần này như thế thì lần sau không ở tập pick. Thề các bạn luôn, lần này mà nó lại như thế, nó mà phá hủy cái chiến thuật của tôi ấy. Tôi không ở tập pick nó nữa luôn. Tại bạn có hào hát. Máy mà lần này mà như thế nữa thì tao băm mày ra. Đánh mẹ chiến thuật kiểu này đúng không? Đánh chiến thuật kiểu khoai lang này cho nó khó. Đánh chiến thuật với sen hút lên đầu cho nó chất anh em vậy.
Ấy, mẹ Sen hút nửa cây máu. Ồ, chiến thuật đấy, người ta gọi đấy là chiến con bà thuật đấy anh em. Đó, chiến thuật của mình là nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích sẽ dùng bao để hút máu cho Sen hút. Không biết có được hay không, mẹ ai là con AOH này nó giảm nộ con bao sau cái là toang, đứng mệnh. Chiến thuật để ra như thế rồi, đừng phá của em. Mẹ nó lại vút cho Athena. Chết rồi, hỏng rồi, sao lại vút cho Athena. Bố thiên sư cha con Athena này. Lại vút cho Athena, mới cay chứ. Cho con Athena thì nó lại là cay rái nhờ. Mẹ bút chân Athena thì mệnh. Hỏng mẹ kèo rồi. Chính thức vỡ kèo rồi anh em. Chính thức gọi là vỡ kèo rồi. Hỏng kèo thật sự nhá các bạn nhá. Hỏng kèo thật sự rồi. Ờ đây được rồi. Đang có ý định gì vậy ta? Ui được rồi, được rồi. Được rồi, bút được cho Sen bút rồi. Bút được cho anh Sen của tôi rồi. Bút được cho anh Sen của tôi rồi. Lên đấm nhau thôi. Đấm nhau thôi anh ơi. Đấm nhau thôi. Đấm nhau thôi. Giờ để lúc thể hiện rồi đấy. Đúng không? Chúng ta chỉ chờ giây phút này để đến cái lúc mà chúng ta thể hiện mà thôi. Đấm nhau thôi anh chứ còn gì nữa. Đấm nhau thôi chứ còn cái gì nữa anh em nhỉ. Giờ là lúc mà chúng ta thể hiện rồi đấy. Nào. Giờ là lúc chúng ta đấm nhau rồi đấy. Úi giời ơi, kinh thế. Kinh thế, mẹ Sen Wood tầm này khỏe rồi. Hồi sinh dạy cái thôi là mọi thứ nó an bài cho thanh niên này luôn. Đúng không? Hồi sinh dạy cái là an bài cho thanh niên này lay. Tôi mẹ chính thức đóng hòm luôn. Rồi còn chưa chết ạ. Còn chưa chết thì thanh niên này lấy cái gì ra mà cưỡng vậy? Đúng không? Còn chưa chết thì thanh niên này lấy cái gì ra mà cưỡng vậy? Ôi Sen ơi. Ui ôi nó bờ lốc kìa. Bờ lốc mà không chết à? Mẹ mày. Bờ lốc mà không chết với chúng tôi à? Chuẩn bị đóng hòm đi còn gì nữa. Sen bảo tầm này thì anh em đóng hòm hết đi còn gì nữa. Sen bảo tầm này thì anh em đóng hòm hết đi còn gì nữa đúng không? Tầm này là anh em chỉ có đóng hòm thôi. Này tôi chọn này đóng hòm hết. Đóng hòm, đóng hòm. Tầm này chất lắm rồi đấy. Đúng không? Tầm này thì đóng hòm cực mạnh luôn. À, vẫn còn thằng Benny à. Sen của mình còn chưa hồi sinh được các bạn. Mình đang có một cái linh cảm mà Sen sẽ hồi sinh. Nhưng mà cũng 50-50 lắm anh em. Tình huống này khá 50-50. Chưa biết như thế nào.
Kể cả Sen không hồi sinh thì mình vẫn thắng, vẫn win game này rồi các bạn. Ôi, nó quá mất, quá gì nó mất quá nhiều cái gì nhở, lực để có thể mẹ focus mình. Đúng không? Tem bạn mất quá nhiều lực để có thể focus mình. おやすみなさい. Mày không hóa ngu nữa thằng này. Mày không hóa ngu nữa à? Mẹ lần này nó khôn hơn rồi đấy anh em ạ. Quả đấy mà hóa Billy nữa thì con Robert nó lại lên nộ. Lại khổ đúng không? May tình huống này nó khôn hơn nhiều rồi đấy. May tình huống này nó khôn hơn nhiều rồi đấy. Mẹ. May tình huống này nó khôn hơn nhiều rồi đấy, đúng không? Sèn nó vẫn là một cái gì đó quá mắc bều. Nó vẫn là một cái gì đó nó quá mắc bều anh em ạ. Đấm thường đã 2 triệu rưỡi rồi. Phê thật sự, đúng không? Ngoan cố làm gì? Tình huống này thì đừng có ngoan cố, hiểu không? Ui, đéo là độc chiêu và đấm thường như nhau vậy. Đều 2 triệu rưỡi đam hết. Yes. Vậy là chúng ta đã kết thúc Nick VNPT ở đây với tỷ số hình như là 4-2 thì phải. Vâng ạ, hơi lỗi một chút. Không phải lỗi đâu mà đen rồi. Đỏ là mẹ quên mẹ sầu luôn đấy anh em nhờ. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho kênh DM Gaming cũng như là series bình luận bên PK lên server cùng em Minzy nha. Bye bye, chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Bye bye.